nay mình chia sẻ với các bạn cái đến 7 cái lý do mà nhiều bạn ra kinh doanh trực tuyến không có được, bạn ra kinh doanh online không có được. Có nhiều bạn đã áp dụng online rồi nhưng mà chừng cuối cùng kinh doanh không có được. Mình đưa đến các bạn 7 lý do. Cái xu hướng mà kinh doanh trực tuyến là xu hướng không thể bàn cãi rồi. Ai đó mà đang làm online, ai đó mà đang bán hàng mà theo dạng offline á, thì các bạn phải suy nghĩ kỹ lại. Bạn cần phải có một cái kênh thêm nữa, đó là cái kênh online. Dù bạn làm mặt hàng gì, chúng ta đừng cứ nghĩ là bán hàng online phải là mặt hàng nhỏ tiền, vài trăm ngàn đồng, vài triệu, hai triệu. Cái đó là cái suy nghĩ chưa tới nơi. Bạn kinh doanh dàn giá bạn vẫn làm online được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái kênh online là có nhiều người lên đó và nó giúp cho khách hàng biết về mình. Chúng ta marketing, họ tin tưởng về chúng ta rồi họ mới gọi chúng ta tới, rồi chúng ta mới đàm phán hợp đồng. Bạn xây nhà bạn vẫn có làm online được. Bạn đi bán xe hơi bạn vẫn làm online được. Bạn hình dung chưa? Bạn có một cái cửa hàng bán xe con ở Sài Gòn và một người họ ở Đắk Lắk, họ muốn biết cái xe của bạn thì họ lên online, họ xem, họ trao đổi thông tin với bạn hết rồi họ mới chạy về Sài Gòn này, họ chốt deal, họ mua. Các bạn, chúng ta phải hiểu cái từ kinh doanh online thì nghĩa là chúng ta đưa cái việc kinh doanh chúng ta lên online, rồi chúng ta ứng dụng nó, chúng ta làm marketing. Có thể những đơn hàng nhỏ thì người ta mua trực tiếp, nhưng mà đơn hàng lớn thì người ta gặp trực tiếp. Nhưng mà online nó giúp cho chúng ta, khách hàng biết về ta và giúp cho ta biết về khách hàng. Nên là đừng cứ nghĩ cái mặt hàng nhỏ mới làm online. Bạn kinh doanh bò, bạn đi bán con bò, bạn đi bán heo, bạn vẫn cứ làm online được. Bạn an tâm chưa? Một người ở ngoài đảo xa như Lý Sơn, bạn kinh doanh tỏi mà vẫn cứ làm online được. Đừng có cái suy nghĩ là một cái mặt hàng gì đó nhỏ nhỏ chúng ta mới làm online được. Vậy thì nó có 7 lý do và tại sao có nhiều người lên kinh doanh online rồi họ làm không được. Thứ nhất, lý do thứ nhất đó là cái trang web á, bạn làm nó quá sơ sài. Cái trang web của bạn làm không thể chấp nhận được. Bạn web mà bạn cứ lên bạn quảng cáo không à. Bạn chả cứ cung cấp thông tin rõ ràng vậy đó, cứ cái hình rồi cái giá, cái hình rồi cái giá, ai mà dám mua? Bạn dùng chưa? Khi mà các bạn mua hàng trực tiếp, các bạn có phải bạn đến cửa hàng không? Ví dụ mình muốn mua quyển sách trực tiếp này, mình phải đến cửa hàng rồi mình lật quyển sách ra, mình xem, mình đọc ABC gì đó, rồi chừng cuối cùng mình mới quyết định mình mua. Thì lên online khách hàng không đến được trực tiếp cửa hàng của bạn, thì bạn phải có một cái trang web, chúng ta viết chia sẻ thông tin đồ đâu đó bài bản. Các bạn trang web nghèo nàn, viết thì hình ảnh thì không tới, nội dung thì không có, chỉ bóp cái hình không đúng đó. Rồi cái giá, cái hình rồi cái giá, ai mà dám mua? Hoặc là các bạn dùng Facebook các bạn bán hàng. Có nhiều bạn lên bán hàng là tập trung quảng cáo liền. Tôi có sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm tôi rất là đẹp, rồi ở dưới kèm mấy tấm hình, mọi người mua vô, không ai mua hết. Bạn hiểu chưa? Tức là nó không có gì để mà người ta tin tưởng, nó quá sơ sài. Và các bạn nên nhớ rằng là một trong những nghiên cứu người ta nghiên cứu là khi khách hàng họ vào web, họ xem hình ảnh đồ này kia khoảng 20% thôi, và họ lò mò, họ đọc những thông tin trên đó, họ tìm hiểu về ta tới 80% à. Nên là cái nội dung chúng ta viết trên website rất là quan trọng. Cái nội dung bạn sơ sài không ai mua hàng đó, thiếu niềm tin. Và cái website được ví như là cái website là được ví như một cái nhà, giống như trụ sở của các bạn. Dù bạn bán hàng, người ta tới cái cửa hàng của các bạn, bán thẻ offline, người ta tới cửa hàng của bạn, người ta thấy trang bị đồ rất là đẹp, thì người ta tin tưởng hơn, người ta mua. Bạn như vậy. Còn khi mà các bạn bán online cũng vậy, cái website bạn như cửa hàng trực tuyến thì người ta thấy bạn làm hào hàng là bạn mua. Nhưng mà ở đây mà nó nói là không phải là làm một cái website mắc tiền, mà không có nói nó như vậy, không nói vậy cái nghe bắt đầu đi đầu đầu tư website mất tiền. Không phải, bạn làm một cái trang blog thôi, miễn phí thôi mà bạn biết cách làm thì bạn vẫn cứ hiệu quả. Bạn đầu tư một cái website 10 triệu nhưng mà bạn không biết làm thì nó vẫn không hiệu quả. Bạn nhớ chưa? Cái nội dung rất là quan trọng trong website, đó là cái điểm lưu ý thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là
cái quy trình thanh toán nó phức tạp quá. Có nhiều bạn là tích hợp rất là nhiều mô hình thanh toán vào, như dù là PayPal hoặc là mô hình thanh toán các cái ví rồi á. Các bạn nên nhớ nè, những người ở Sài Gòn này, giới trẻ này chưa chắc có những người đã thanh toán được những cái cơ chế đó. Mình đang nói đặc thù ở thị trường Việt Nam, mình không có nói đặc thù ở các cái thị trường khác. Thì cái giới trẻ mà cái giới mà rành công nghệ nhưng mà chưa chắc đã họ đã biết sử dụng rành những cái công cụ đó. Mà các bạn tích hợp gì đại ngay những cái công cụ thanh toán, khách hàng họ có biết đâu. Họ muốn mua sản phẩm rồi họ tích rồi, mặc vô thanh toán nó phức tạp quá, họ không thể thanh toán được. Bạn nên nhớ ở Sài Gòn này nè, người ta dùng cái thẻ gì, thẻ ATM nhiều, một số thì dùng thẻ Visa. Nhưng mà rời ra khỏi á, các bạn biết người dân tỉnh họ cũng mua online nhiều lắm, dân tỉnh mới mua online nhiều á, bởi vì họ xa nên là họ mới chọn cái cách mua online. Mà các bạn tích hợp cái thẻ này thẻ kia thì làm sao mà thẻ ATM vẫn thanh toán được, hoặc là gì dưới đó ghê luôn, cứ đặt mua hàng chúng tôi giao tới tận nhà tiền sẽ thu sau. Tức là phải giải quyết cái việc thanh toán đó rất là ngọt, chứ đừng cứ để cái việc thanh toán. Bản thân mình ở Sài Gòn này mà mỗi lần mà mua sách hoặc là mua online để chắc ăn là như thế nào, yêu cầu giao tới đến tận nhà xem tận mắt rồi bắt đầu mình giao hàng, mình mới giao tiền, nhận hàng, giao tiền. Tức là chúng ta phải giải quyết cái việc thanh toán nó rất là gọn nhẹ. Bạn hình dung chưa, đừng cứ phức tạp, tích hợp trên web đầy những cái cơ chế thanh toán mà có mấy người biết sử dụng, thậm chí chính bạn tích hợp bạn ra sử dụng được không, làm cho web nó nặng thêm, phức tạp thêm, không giải quyết vấn đề gì. Cái thứ ba, cái sai lầm thứ ba đó là hình ảnh bạn minh họa nó kém lắm, như hình ảnh kém chất lượng lắm, không có chú thích không gì, người ta xem người ta không hiểu nó là gì, chụp mắt tụi mình đưa lên. Mình ví dụ nhé, ví dụ như là bạn đi bán cái cặp này thì bạn phải chú thích được, bạn phải vẽ hình rồi bạn view ra, bạn sử dụng đồ họa view ra cái chất liệu này nè, nó như thế nào nè, nó được làm gì, nó cứng nè, nó có đựng được gì không, ok rồi bạn phải làm cho người ta biết rằng là cái móc khóa này nó bằng inox này, bạn phải chú thích vào, ok cái dây khóa nó kéo ra này, nó hình dung cho người ta thấy, tại vì khi người ta làm trực tiếp thì người ta còn cầm, người ta thấy được rồi. Rồi các bạn chụp hình cái cảnh cái người đeo rồi đeo như thế nào, hoặc là chúng ta sắp như thế nào, hoặc là chúng ta mở cặp ra chúng ta làm một cái bạn hiểu chưa, tức là cái hình ảnh nó phải lột tả rất là nhiều thứ, như bạn chụp hình nó mới sơ sài. Chúng ta cần phải đầu tư. Các bạn thấy khách hàng họ tới trực tiếp đó, họ sờ mó sản phẩm, họ dọc phá sản phẩm, họ xem rất là kỹ, thì các bạn phải, thậm chí các bạn không phải là hình ảnh mà các bạn quay những đoạn video diễn tả cho người ta rất là kỹ để người ta chấp nhận mua cái món hàng của mình. Cái thứ tư là nó như thế nào, cái sản phẩm của bạn thì bạn mô tả rất là sơ sài. Hồi nãy mình nói website sơ sài, hình ảnh sơ sài, quy trình thanh toán sơ không phức tạp. Bây giờ mình nói tới cái gì, cái mô tả sản phẩm rất là sơ sài, cứ hình rồi văn đó, hình rồi văn đó, người ta hiểu người ta cần đọc kỹ rất rõ những cái thông số thông tin, mô tả tính năng, mô tả lợi ích, kể những cái câu chuyện ở trên đó, cảm nhận về khách hàng. Các bạn để làm cho người ta hình dung ra được cái sản phẩm đó nó chúng ta dùng như thế nào, rồi chúng ta còn diễn tả trong điều kiện nóng, trong điều kiện mưa, trong điều kiện bảo quản. Phải lưu ý cho khách hàng, bạn mô tả sản phẩm càng kỹ càng chi tiết thì khách hàng càng dễ cảm nhận được. Họ ngồi ở nhà họ vẫn cảm nhận được, họ ngồi ở xa họ vẫn cảm nhận được, thì họ mới mua. Mô tả sơ sài quá ai dám mua. Đó là lưu ý thứ tư. Lưu ý thứ năm là cái như thế nào, cái cảm tình đi mua offline cộng cũng vậy. Nếu mà chúng ta thiếu cái cảm tình thì chúng ta cũng như thế nào, chúng ta cũng không có thích mua. Gặp ai đó cảm tình chúng ta cũng không có thích mua. Vậy thì các bạn phải trang trí website bằng những cái câu chào, những câu mời, hoặc là những cái hình ảnh rất là thân thiện. Các bạn thấy những cái trang web nó đều là nó hay để hình ảnh cô gái gần này kia, hoặc là hình ảnh cái khuôn mặt của bạn, hình ảnh cái khuôn mặt người làm nó dễ thân thiện nhất. Chứ có vô website bạn dán đầy những quảng cáo, toàn là buôn bán quảng cáo, cái này họ ngợp, nó không có gì thân thiện. Các bạn vào cái trang Facebook của mình đi, các bạn thấy hình của mình cười, các bạn thấy hình của con gái của mình,
À, các bạn vào trang fanpage của mình đi, thì đó là hình 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 của vợ mình, con mình, hình của gia đình mình, à, tức là nó tạo ra một cái gì đó rất là thân thiện để khách hàng như thế nào, họ thân thiện ngay cái cách nhìn đầu tiên đã, rồi bán hàng từ từ đi theo sau. Chứ chúng ta cứ hở chúng cái vô rồi quảng cáo đầy hết buôn bán nó không có ok. Rồi cái tiếp theo nữa, cái tiếp theo nữa là cái thứ sáu là ngày nay á mọi người đã dùng thiết bị di động hết rồi. Vậy thì chúng ta phải có cái cơ chế làm sao cái công việc của chúng ta làm á, người ta dễ dàng tiếp cận trên điện thoại di động, chúng ta dễ dàng tiếp cận trên cái máy laptop. À, cái bạn hình dung chưa? À, mình có cái quyển sách vượt biển lớn á, bán trên trang Tiki á. Ok, thì trên trên trang Tiki cái chỗ comment á, cái chỗ comment á, có nhiều khách hàng họ muốn comment, họ họ đọc hay quá họ muốn comment, họ họ đọc quyển sách mình hay quá họ muốn comment, nhưng mà trên trang Tiki trên điện thoại di động không comment được. Mình vô mình đi tìm để mình chỉ cho họ comment mà họ không comment được, họ chính họ vậy, họ tìm hoài mà họ không có comment được. À, trên máy tính thì comment được, điều đó có nghĩa là gì? Cái trang web Tiki rất là lớn nhưng mà cái việc sử dụng trên điện thoại vẫn chưa ok, vẫn mới có ok ở trên máy laptop. Vậy thì bạn cũng vậy, ngày nay người ta sử dụng điện thoại di động nhiều lắm, 80% những cái cuộc online của bạn là người ta trên di động không à, tối người ta mới rảnh, người ta mới ngồi trên cái máy laptop. Như vậy mình cũng suốt ngày mình ngồi trên bàn làm việc mình này, mình mới sử dụng cái máy laptop này, tại vì cái máy laptop này suốt ngày nó nằm ở cái bàn làm việc của mình thôi, còn đi ra ngoài là mình sử dụng cái điện thoại di động á. Vậy thì làm sao đó để khách hàng nó như thế nào, để khách hàng an tâm dùng laptop cũng được, dùng di động cũng được, để lúc nào họ cũng vào họ like trên cái sản phẩm bạn và họ sẵn sàng để họ mua, thậm chí họ họ đang nằm chờ ngủ mà họ thấy sản phẩm của bạn họ vẫn cứ chấm vào họ mua được. Cái thứ bảy là cái gì? Cái thứ bảy là cái website của chúng ta nó không có bảo mật mà chúng ta đòi tích hợp hệ thống thanh toán, chúng ta đòi người ta thanh toán rồi lung tung hết, thì nó làm cho khách hàng ngại. Các bạn phải chứng minh ra rằng là các bạn, cái trang web của bạn đã xin giấy phép của Bộ Công Thương, các bạn đã chứng minh ra rằng là cái trang web của bạn nó đã được bảo mật. Các bạn kinh doanh là cái niềm tin nó rất là quan trọng. Người ta thích hết rồi, người ta ok hết rồi, nhưng mà người ta cảm giác người ta không có tin là người ta không có mua. À, nên là cuối cùng là chúng ta chuẩn bị niềm tin. Tóm lại vừa rồi mình nói với bạn bảy cái đó, bạn về bạn viết lại. Tóm lại, nếu bạn đã quyết tâm chọn cái con đường kinh doanh rồi thì hãy đi đầu tư kiến thức học hành cho nó nghiêm nghiêm túc, đừng có làm dở hơi. Cái cách chúng ta là chúng ta cứ làm dở hơi, chúng ta thiếu kiến thức này, thiếu kỹ năng này, thiếu kinh nghiệm này. Các bạn 3K, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm là nguyên nhân lớn nhất mà làm cho chúng ta làm cái gì cũng không được hết. Thiếu kiến thức thì biết gì lĩnh vực đó mà làm, thiếu kỹ năng thì làm sao mà làm, thiếu kinh nghiệm thì làm sao làm, thiếu kiến thức lái xe không thể lái xe được, thiếu kỹ năng lái xe thì lại lái xe tầm bậy, ok chưa? Đó. Thiếu kinh nghiệm lái xe thì lái xe không ngọt được. Tương tự lĩnh vực khác cũng vậy, bạn chưa có kiến thức về kế toán làm sao bạn làm về kế toán, bạn phải đi học để có kiến thức về kế toán. Mà có kiến thức kế toán là bạn cần phải có những cái kỹ năng để làm kế toán, như kỹ năng về laptop, kỹ năng vi tính, kỹ năng đọc các cái con số, các bạn hình dung ra cái này, kỹ năng làm việc trên Excel, kỹ năng làm việc trên Word, các bạn hình dung ra điều này chưa? Nhưng mà kể cả khi bạn có hai cái chữ K là kiến thức và kỹ năng không thì bạn vẫn chưa làm kế toán tốt nếu bạn không có cơ nghiệp. Bạn hình dung chưa? Đây là cái cách ba cái chữ K này nó luôn đi liền trong cuộc sống của bạn. Và để có kiến thức kỹ năng thì chúng ta phải học, còn kinh nghiệm thì chúng ta sẵn sàng va vấp trường đời thì chúng ta sẽ làm thành công thôi. Cảm ơn các bạn và bạn theo dõi đoạn video này. Bạn nhớ bấm vào nút đăng ký của mình trên YouTube nhé, trên cái kênh BTV. Mà lúc mình rảnh thì mình sẽ online để mình chia sẻ cho các bạn nhiều. Bye bye các bạn nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau. Bye bye các bạn.